Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì một miếng thịt mà dẫn đến bi kịch của một gia đình. Nỗi đau mất con ập đến cũng là lúc anh Nguyễn Duy Trung, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, choáng váng khi hay biết tin kẻ thù ác chính là mẹ mình. Vậy chi tiết vụ việc ra sao? Kính mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tại cơ quan công an, bà Hường bước đầu đã khai nhận hành vi đoạt mạng cháu nội của mình là Nguyễn Thị Thơ. Theo lời khai của bà Hường, nguyên nhân chính dẫn đến việc sát hại cháu Thơ là do gia đình mâu thuẫn. Vì điều kiện khó khăn nên vợ chồng con trai bà phải vào miền Nam làm ăn và để ông bà nuôi các cháu. Quá trình nuôi cháu, ông bà gặp rất nhiều vất vả và thời gian gần đây, con trai bà Hường từ miền Nam trở về ở chung với ông bà. Gia cảnh khó khăn, trong quá trình ở chung xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt con trai nhiều lần hỗn hào với bố mẹ. Vào một ngày đầu tháng âm lịch, bà Hường mua một ít măng, thịt lợn về để nấu cơm cho cả nhà ăn. Lúc ăn cơm, bà Hường gắp cho chồng một miếng thịt, nhưng con trai bà chửi và lấy lại miếng thịt gắp sang cho con. Chồng bà Hường sau đó buồn bực, không thiết sống nữa nên bà Hường rất tức. Đồng thời bà Hường khai, trong quá trình ở với ông bà, cháu Thơ cũng không được ngoan lắm, cho nên mâu thuẫn gia đình diễn ra âm ỉ. Khi bà Hường chuẩn bị ra Hà Nội đi làm, có đi ra quán mua chịu hai két bia. Lúc này, bà Hường gặp cháu Thơ và hai bà cháu vẫn chào nhau bình thường. Sau đó, cháu Thơ rủ bà Hường đi về nhà họ hàng ở trong làng và hai bà cháu lên xe đạp điện để đi. Tuy nhiên khi đến nơi, thấy gia đình này có nhiều việc nên hai bà cháu lại quay về. Trên đường về, có nói chuyện gia đình mâu thuẫn vì thái độ hỗn hào của bố mẹ và cháu, đồng thời nảy sinh ý định sát hại cháu Thơ. Khi đi qua khu vực đập nước Bào Ganh, bà Hường nói cháu muốn xuống tắm và cháu Thơ dừng lại. Khi xuống tắm, bà Hường nhờ cháu Thơ đến cọ lưng cho. Khi cháu Thơ xuống cọ lưng cho bà Hường đã đẩy cháu xuống nước. Lúc đẩy, cả hai bà cháu cùng ngã xuống, nhưng cháu Thơ bị đẩy ra xa, còn bà Hường ở gần nên ngoi lên, bám được. Với lý do không trị được cha thì trị con. Sau khi chắc chắn cháu đã chìm hẳn, người bà này mới đứng dậy đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Bà Hường dắt xe về nhưng không mang xe về nhà mà để ở cạnh đường rồi đi Hà Nội cùng với một người phụ nữ khác. Một ngày sau đó, bà Hường quay về và gia đình có báo tin cháu Thơ mất tích. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thời điểm cuối cùng cháu Thơ đi cùng với bà Hường nên đã triệu tập đấu tranh và bà Hường đã thừa nhận hành vi đoạt mạng cháu. Về một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà Hường có mua bảo hiểm cho cháu Thơ và vì thiếu tiền, khó khăn nên mới sát hại cháu, tạo hiện trường giả nhằm lấy tiền bảo hiểm. Tình tiết này chưa được điều tra. Vụ việc cháu Thơ mất tích được báo chí đăng tải nhiều ngày qua. Theo đó, chiều ngày 3 tháng 11 năm 2019, cháu Thơ rời khỏi nhà đi sinh nhật bạn. Nhưng tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu về, bà nội cũng không liên lạc được. Trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện chiếc mũ và áo ngoài của cháu Thơ tại chân đập nước thủy lợi Bào Ganh, trên bờ có chiếc xe đạp điện. Trong thời gian này, khi liên lạc được, bà nội cháu nói rằng đi đến nhà người bạn cùng xóm khoảng 8 giờ tối ngày 3 tháng 1. Người bạn này đang chuẩn bị đi Hà Nội để sớm mai khám bệnh nên bà Hường xin đi cùng để tìm việc làm. Sau khi được gia đình vận động, khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 11, bà Hường trở về nhà. Qua trích xuất camera của các ngôi nhà trên đoạn đường làng cho thấy, lúc 16 giờ 29 phút ngày 3 tháng 11, hai bà cháu gặp nhau tại một đoạn đường cách nhà không xa. Sau đó bà Hường vào một quán đại lý gần ngay đó để gửi xe. Cháu Thơ đứng ngoài đợi, rồi hai bà cháu cùng đi tiếp về phía đập Bào Ganh. Đến 18 giờ 36 phút cùng ngày, bà Hường quay lại lấy xe đạp nhưng không có mặt của người cháu. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 11, thi hài của cháu Thơ được phát hiện nổi lên trên đập Bào Ganh. Theo công an xã, bà Hường ở địa phương không có tiền án tiền sự. Bà Hường có 3 người con, bố cháu Thơ là con trai đầu, hai người con gái đều đã ở xa. Cháu Thơ là con gái thứ hai trong gia đình 4 người con. Vì bố mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam, nên tất cả 4 người cháu đều ở với ông bà nội từ nhỏ.
các cháu ở nhà ông bà nội chăm sóc cho ăn học, kinh tế do bố mẹ cháu gửi về. Tham dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho người bị hại, anh Nguyễn Duy Trung bần thần ngồi nghe bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát truy tố mẹ mình. Anh dường như mất hết niềm tin với tất cả mọi thứ. Đến người cháu nội hàng ngày thương yêu chăm sóc mà bà cũng sẵn sàng ra tay hại cháu. Còn với bị cáo, trong suốt phiên tòa, bà Phạm Thị Hường không một lần quay lại nhìn vợ chồng người con trai. Khi được hội đồng xét xử hỏi vì sao lại lấy mạng cháu nội của mình, bị cáo lại ra đầu thú vì bà Phạm Thị Hường nói việc đầu thú và khai nhận là hại cháu thơ là do quá trình điều tra, sợ con trai trong lúc mất con không giữ được bình tĩnh sẽ trách mình. Bị cáo đầu thú để vào tù một thời gian, đợi cho con trai nguôi ngoai, lúc đó không trách mình nữa. Tuy nhiên trong buổi thẩm vấn, bị cáo Phạm Thị Hường bất ngờ phản cung so với những lời khai ban đầu tại cơ quan công an. Bị cáo Hường cho rằng việc lấy mạng cháu nội là không cố ý và phủ nhận tất cả quá trình phạm tội cũng như buổi thực nghiệm hiện trường ngay tại đập Bầu Danh. Với sự phản cung bất ngờ của bị cáo Phạm Thị Hường, hội đồng xét xử và đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa phải trưng ra nhiều bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của bà Phạm Thị Hường. Mỗi câu hỏi, mỗi bằng chứng được đưa ra như khoét sâu thêm vào nỗi đau của vợ chồng anh Trung chị Tuyên. Đúng là giữa hai mẹ con tôi có mâu thuẫn, nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt như những gia đình khác. Là phận làm con cái trong nhà, bản thân tôi không ngờ, không thể tưởng tượng nổi, dù bà có man dợ đến đâu cũng là người sinh ra tôi. Dù biết đó là sự oán hận đối với việc làm của mẹ mình, nhưng trước vào nghị án, anh Trung vẫn xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phạm Thị Hường. Công bà nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, một phút bà không nghĩ tới, cũng chỉ mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bà. Chị Tuyên đứng dậy nói, nỗi đau mất con vẫn hằn rõ trên khuôn mặt của người mẹ. Dù con trai con dâu nói những lời gan ruột xin tòa giảm án cho mình, nhưng bị cáo Phạm Thị Hường không thể hiện một chút ăn năn hối cải về tội ác của mình. Dù không thừa nhận hành vi tội ác của mình trước những chứng cứ lập luận của các thành viên hội đồng xét xử và kiểm sát viên, cuối cùng bà Phạm Thị Hường phải xác nhận đã đẩy cháu nội xuống đập nước và ngồi chờ cháu chìm hẳn mới đi về. Với 12 năm tù là bản án của pháp luật dành cho bị cáo Phạm Thị Hường, dường như nó không đủ sức thức tỉnh lương tâm của người bà vô nhân tính này. Khuôn mặt không cảm xúc, bị cáo Hường đứng dậy theo hướng dẫn của cán bộ dẫn giải ra xe về trại giam, để lại sau lưng những cái nhìn vừa đau đớn vừa phẫn nộ của những người tham dự trong phiên tòa. Thưa quý vị, với mức án 12 năm tù dành cho người bà sẵn sàng ra tay đoạt mạng cháu mình, không biết quý vị sẽ có suy nghĩ gì? Liệu rằng bản án này đã đủ làm yên lòng dư luận hay không? Những nỗi đau mất con, mất cháu sẽ bủa vây quanh gia đình nạn nhân. Và bản án cao nhất vẫn là bản án lương tri. Liệu những ngày tháng trong chốn lao tù, người bà có ân hận và oán trách về hành động mất nhân tính của mình hay không? Hy vọng qua câu chuyện này sẽ là lời cảnh tỉnh đến với các gia đình. Hãy bình tĩnh giải quyết các mâu thuẫn, đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất chính mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.